làm cái bản báo cáo thành tích đề nghị ủy ban nhân tỉnh tặng bằng khen. Dịch muốn già lắm đấy. Mình thả sớm nhưng mà cho nó uống nước, sau đó là đến 10 giờ là mình thả ra ngoài và nó cũng đẻ hết rồi. Thế ngày mai đưa đem đi chợ bán à? Thank you.
có măng mà dơ mọc đấy này không nặng. Hãy subscribe cho kênh Trieu Thi Thuy để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người quá. Mỗi hồi cháu một chú tin trứng gà sạch đấy. Đây cũng người già thôi. Lấy cái bán nào đây? 25.000 một. Cho bác ăn. Có là mấy chục đi. Chọn quả nào đẹp to thì mới mua. Chọn ra lấy từ cái bán. Ăn gọn đi em. Bán hết cái nào vậy? Cái này thì bác sĩ. À. Bố em mà mua ấy. Ông không? Không, bán
suối. Đây này, quả này to lắm này. Nó ký chụp á. Đây, 25.000. Làm cho luôn, nó tủ thế này. Trứng đi, 25.000. Đây, quả to đùng này. Ăn mấy miếng còn chưa hết. Mà vui ai nữa.
Anh đó.